Cái này rất là giòn nha các bạn. Giòn, ngọt. Nếu mà ngọt thì cỡ 8-10 với cái mặn đường hồi nãy thôi. Ngon. Mặn này cũng chấp nhận được á. Mấy cái này là giống tuyển. Cũng xứng đáng khi trồng á. Giống hàng tuyển không á. Chào các bạn, trở lại với sức khỏe heo. Tips. Các bạn ơi, các bạn hôm nay có khỏe không? Hôm nay cho các bạn xem biết cái mận nào ngon nha. Mày đang ở vườn của em Lam nè. Trời ơi, mấy cái mận này quý lắm đó nghe. Hiếm lắm mới thấy được mấy cái mận này. Những cái loại mới đó các bạn. Mà hôm nay là để mày thử coi cái mận nào ngon, mày cho các bạn biết nha. Rồi, mấy cái mận này mê luôn. Khi các bạn đến vườn của em Lam thì các bạn nói có xem video của My ở Sức Khỏe Heo Tips. Khi các bạn mua 100 đồng, Lam sẽ bớt cho các bạn 5 đồng nha. Cái mận dài này nè, là mận An Thái Xanh hoặc là nó còn gọi là mận vú bò đó. Cái này nó đặc biệt á chị My, là nó ăn lúc mà nó còn non, trái nhỏ nó vẫn ngọt nha. Nhưng mà bình sao thường. Mà ai mà tên đặt tên nghe vú bò. Dạ, cái này là cái cô chồng ở nhà đó, cái cô thấy giống, nhìn giống cái chỗ cô đặt vậy á. Chứ thật ra tên của nó là An Thái, trái dài. An Thái trái dài xanh. Dạ. Trời, cái này đặc ruột phải không? Đúng rồi, nó không có hột. Mà ăn lúc mà trái nhỏ hay trái lớn hay trái già, trái non gì nó cũng vẫn ngọt luôn. Nó không có bị chát. Lúc mà non hái nó cũng ngọt luôn. Dạ đúng rồi. Trái rụng nó cũng ngọt luôn. Bởi vì cái giống này nó hơi hiếm với lại nó hơi mắc tiền hơn. Là cái An giống Thái Xanh đó phải không? Dạ đúng rồi. Này em đâu mà có được nhiều dữ vậy nè. Em đi vườn mận em hái. Wow. Dạ, cái chỗ này thì người ta chiết cây để bán, nhưng mà hiện tại thì nó chỉ có một hai loại thôi, chứ không phải là có đủ hết trong đây. Còn cái này là Thái Jumbo hoặc là Thái Xanh, mận Thái Xanh thì nó như vậy. Trái cũng bự quá ha. Dạ. Mình nhìn chắc trái hơi bọng ở trong phải không? Hơi. Dạ đúng rồi, nếu mà trái mà nó to quá thì nó có hột. Còn mà nếu mà nó vừa vừa thì nó không có hột. Còn cái này thì nó ăn nó chua chua ngọt ngọt. Giòn, có nhiều nước. Ngọt luôn hả? Cái này cũng ngọt luôn hả? Ngọt nhưng mà nó có vị chua. Có vị còn chua. Cái An Thái Xanh này thì nó chỉ ngọt thôi. Còn cái loại bự quá ha, trái nó cũng bự. Cái trái này ta gọi là mận đường đen. Dạ. Mận nhìn nó đen. hơi giống cái này, nhưng mà khi mà mình để gần thì nó khác. Cái này là Red Perfume. Trái nó to dài hơn. Dạ, nó rất là nặng luôn, nước rất là nhiều. Nặng quá ha. Dạ, mấy cái này nó nhẹ. Nó nhẹ làm như gấp đôi luôn á. Dạ. Gấp đôi cái chị mà đó. Ăn một hai trái này là chị no rồi. Này nước, chắc nước nhiều dữ lắm cho nên nó mới nặng. Cái này một chút nữa em cắt ra cho xem. Mặn đường đen, nó chín, nó cái này thì nó cũng chưa có chín lắm đâu. Lúc mà nó chín nữa nó đen nữa. Rồi cái trái của nó thì nó hơi nhỏ hơn cái trái này. Cái trái này gọi là Red Perfume. Nó to, nó dài hơn. Đặc biệt nó rất là nặng luôn, ăn nó rất là nhiều nước. Dạ, vì nếu mà mình để hai cái gần nhau gì thì mình mới phân biệt được. Là hai cái này là giống nhau hay khác nhau? Dạ khác nhau, cái này là mận đường đen. Đường đen. Là do tên mình tự đặt thôi. Cái nhà đó cô của chồng nhìn ăn nó ngọt. Mà nó đen, cho nên cô gọi là mận đường đen. Còn cái này là Red Perfume nè. Nó cũng là đậm đen nhưng mà nó tên là Red Perfume. Dạ. Là cái loại mận, mận dầu thơm á. Dạ, trái nó dài. Trái nó dài, nó to mà nó rất là nặng, rất là nhiều nước. Cái nào nặng, cái này cũng nặng luôn hả? Cũng nó được, cũng đặc ha, ruột cũng luôn á. Dạ. Nhưng mà trái nó nhỏ hơn. Khi mà mình chụp hình một loại thì mình cứ tưởng là nó giống nhau. Nhưng mà khi mình để chung với nhau thì nó khác. Perfume nó bự ha. Dạ đúng rồi. Còn mà mình nhìn trên hình á thì thấy nó giống nhau. Dạ. Mà em có cây này không? Hai cây này thì cô chưa có chiết. Tại vì bây giờ thời điểm này chưa có chiết được á. Nhưng mà sẽ có phải không? Dạ. Chắc khoảng nếu mà chắc tháng 2, tháng 3 mới bắt đầu chiết. Ăn một cái này chắc xứng đáng. Dạ, cho nên em đi vườn thì em được bẻ, em được ăn thôi chứ chưa có cây. Đặt trước rồi phải không? Đặt trước là sẽ có. Dạ. Rồi cái này là rất là đặc biệt luôn. Nhưng mà nó cái này gọi là Black King Kong. Black King Kong hả? Dạ, cái trái của nó sọc sọc mà nó giống như nó có vân, mình giống như là ổi á. Ổi mà ổi nó bóng quá thì nó không ngon, mà ổi nào mà nó càng sần sùi xấu xí thì nó ngon. Thì cái mận này nó cũng giống như vậy á. Nó ngọt không em? Dạ, đặc biệt cái là cái mận này nó không có hột, đặc ruột. Mà nó lại thơm mùi mận nữa. Trong khi những cái mận An Thái hoặc là mận Red Perfume hoặc là mận đường đen, nó ngọt, nó giòn nhưng lại nó không có mùi thơm bằng cái này.
À, cái này mới là thơm mặn nhiều. Đúng rồi, nó vừa thơm mà nó vừa giòn mà nó lại vừa ngọt nữa. Vậy là các bạn thích thơm mặn là kiên con nha. Dạ, cho nên cái này em thích, em sẽ trồng một cây này. Vậy hả? Dạ, nó giòn. Còn giống như ăn thái xanh á, mình ăn lúc nào nó cũng ngọt hết. Nhỏ, lớn, non, già thì nó cũng ngọt. Nhưng mà nó lại, nó không có nặng, nó không có nhiều nước. Không có cái mùi mặn nhiều nữa. Dạ, không có mùi mặn nhiều. Với lại nó giống như nó hơi xốp xốp, nó không có giòn. Dạ. Còn cái này là mận hồng thôi, nhưng mà nó cũng ngon. Này kia mận da người vậy phải không? Giống như Việt Nam mình kia mận da người. Dạ. Cái này là mận Black pearl. Dạ, black pearl này cũng rất là ngọt luôn ha. Đặc black ruột. Pearl này thì vừa rồi ở nhà cô Út có đó. Dạ. Dạ, nhưng mà nếu mà so với black pearl với cái mận King Kong thì con cưng thấy cái nào ngon? Em thì em thích King Kong, tại vì cái trái này là nó còn nhỏ thôi, nó còn to nữa, nó còn đen nữa. Vậy là trái lớn ha. Dạ, cái tại nhưng mà trái lớn. Nhưng mà trên cây á, hết trái lớn để bẻ rồi, thành ra em bẻ trái này. Vậy là mới mốt nó đậm hơn nữa, dạ. Nó bự hơn nữa. Dạ, nó đậm, nó đen hơn, cho nên gọi là Black King Kong. Nhưng mà nếu mà ăn nó có bị dị chát đâu không? Dạ, không có chát. Vậy đó ha. Vậy là nó ngon hơn cái Black Pearl. Nhưng mà nó đen thì nó không có chát. Nếu mà nó còn hơi vậy nè, thì em nghĩ nó chưa có đen, nó chưa có ngon giống như hôm bữa em ăn được cái trái chín á. Thì em thích cái trái đó hơn. Với lại, có một cái điều đặc biệt là những cái mận xanh hay mận đỏ, mận hồng á, nó dễ rụng trái lắm. Vậy gió hả? Hay là mình đụng nhẹ cây cái là trái nó rụng. Trái lớn, trái nhỏ, trái non gì nó cũng rụng hết. Nhưng mà cái mận này nè, từ cái cành, cái lá, cái nhánh tới cái trái á, nó đậu rất là chắc. Vậy đó. Cái cành của nó cứng lắm. Trái nó không có chị bị, cũng thích trồng vậy. Trái nó không có bị quằn cây. Vậy đó. Mà cái mấy cái cây khác á, mình nhìn ở dưới gốc cây á, mận đầy rụng đầy luôn. Nhưng cái cây này nó không có rụng trái. Hay quá hả? Tại vì nó chắc lắm. Còn mấy cái này nè, mấy cái mận xanh á, mình đi ngang mình đụng nó cái là nó rụng. Vậy đó. Dạ, là gió đụng cái gió thổi qua một cái là nó cũng rụng đầy cái gốc cây hết. Vì cái mận này em thích nó, cái cành nó cứng chắc. Rồi vậy đó hả? Mấy cái chỗ mà nó đậu trái á, nó cũng chắc nữa, nó không có rụng trái. Hay quá. Cho nên vậy em được sẽ á. Tính trồng một cây này xuống. Mà em có giống cây này hiện tại không? Hiện tại thì em còn có 2 cây. 2 cây thôi. Dạ, có 2 cây thôi, ai đến trước thì mua trước. Dạ. Thì chừng 21 sẽ có nữa phải không? Nếu mà muốn có nữa thì phải giống như đợi chiết á. Tại vì mùa này nó cũng hơi trễ rồi, không có chiết cây được. Nhưng mà vậy, nhưng mà có, nhưng mà đang chiết. Dạ đúng rồi, có cây mẹ nhưng mà đang chiết. Ok, vậy thì cũng được. Vậy nếu như các loại mận ở đây thì mận da người rồi thì thường quá phải không? Dạ, cái này thì thường rồi, nhưng mà ăn cũng ngon á. Dạ. Mấy cái cây này giống như mình tùy người trồng á chị. Có người trồng nó lạc, cũng có người trồng nó ngọt, nó ngon. Đúng rồi. Nếu mà mình chiết từ cái cây ngon á thì nó sẽ ngon hơn là cái cây mà mình mua đại trà ở ngoài, nó hơi lạc. Dạ. Cái cây nhà cô này trồng á, trái ăn ngon lắm. Để chút em cắt cho chị ăn thử. Cây chiết được còn rất là nhiều cây. Black pearl này cũng còn nhiều cây. Dạ, cái này thì em còn nhiều cây. Cái này cũng ngon mà nhìn nó cũng đẹp, nó đỏ. Cái này là chưa đậm tới đó. Nó đậm, còn đậm nữa ha. Dạ, đậm cỡ mà đậm cỡ perfume này là thôi quá chừng ngọt luôn. Dạ đúng rồi, ngọt lắm. Ngọt mà không có hột. Mà ăn được nhiều nữa. Nó đậu trái, nó sai đậu trái. Đậu trái sai trái. Dạ. Còn mấy cái mà nó đặc biệt quá thì nhiều khi nó ít trái hơn những cái này. Nhưng mà chắc nếu mà trồng giỏi thì được nhiều trái. Dạ, nhưng mà đợi cây nó lớn, nó to đó. Nó có nhiều trái. Bây giờ tới màn cắt ra đi. Cho chị My ăn thử. Thử cái nó ăn sao nhìn thấy thèm quá. Sáng gì My ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ăn rồi, ăn mặn được. Chứ hôm bữa em đi á, em chưa ăn sáng. Mà em ăn mặn mà em no luôn. Vậy đó hả? Mặn thái. Trời ơi, các bạn ơi nhìn nè. Cái hột có chút xíu à, nó đâu có hột gì đâu. Dạ, không có hột. Xin phép ăn thử các bạn. Trời ngọt. Rất dị trọng cây này quá em ơi. Cái giống nó ngon, nó không chát, nó ngọt. Ngọt quá luôn. Mà đặc biệt là ăn nhỏ, ăn lớn, ăn non gì nó cũng không có chát. Chưa biết mấy mặn khác sao chứ cái mặn này là mê chịu rồi đó các bạn ơi. Ngon quá luôn á. Ngon. Giờ thử 2 cái trái này coi chị My thấy nó khác sao ha. Giờ thử nữa ha. Cái này My đặc biệt nha các bạn, ưu tiên nha. Cắt cái này là giống gì? Cái này là mận đường đen. Mận đường đen, còn cái kia là perfume. Dạ, hay, perfume. Hay. Cái này nhỏ hơn chút, cái này lớn hơn. Nhìn một mình thì không biết, phải nhìn 2 cái để chung. Để chung thì mới biết.
Dạ, để em cắt. Đây. Ồ. Chị thấy mận đường đen quá không? Chừng nó em... có đường ở trong luôn nè. Cái này là mận đường đen nè. Dạ. Cái này là bơ phim thơm nè. Dạ. Rồi mà gần giống quá sao phân biệt được em? Dạ. Mà cái mận đường đen nó đậm hơn, nó đen hơn. Tại sao nhiều hơn. Khi nó chín là nó đen sao? Với lại khi mà mình khúc, lúc mà chị cắn trái mận mà không phải cắt đôi vậy á, à. Cái nhìn ở trong nó có mấy cái đường chỉ đỏ đỏ, giống như đường, giống như mực vậy đó. Oh yeah. Dạ. Này là đường đen. Dạ. Dạ, cái này là... Để chút em gửi cho chị My cái hình mà em cắn á, lúc mà em cắn nguyên trái mận á, ở trong nó toàn là đường không à. Ồ vậy đó hả? Dạ. Thôi thử cái đường, thử cái nó ra sao. Xin phép các bạn nha, để mình thử, mình ăn rồi sao mình cho các bạn biết. Rồi hôm nay có lộc ăn. Cũng thơm mặn á em. Cũng thơm mặn. Ừ. Dạ. Cũng thơm mặn nhưng mà nói chung như cái nào cũng ngọt hết trơn rồi, biết lấy cái nào trời. Thì những cái giống này á, là cái vườn của cô là cô tuyển không à. Hàng tuyển cũng mới trồng. Còn mà mặn mà lạt lạt chát chát là cô không có trồng. Cái này là nó ngọt mà như nó có hơi cái mềm mềm nhưng mà nó giòn, ngộ quá hả? Dạ. Nhưng nó cũng hơi có mềm mềm, giống như cái thịt nó dày á. Dạ. Mềm mềm chút nhưng mà nó giòn. Đúng rồi. Ừ, ngon lắm. Nó hơi dai dai hả? Ừ, nó hơi dai dai, chút xốp xốp, chút dạ. Xíu. Rồi, ăn xứng đáng cái mặn luôn á. Bây giờ thử bơ phơm này thì ăn nó no luôn nè. Trẻ em tư chị thôi. Đó. Nhiều quá. Nhiều hả? À, sẽ no. Sẽ no luôn á, sáng rồi. Trời ơi, các bạn ơi, hôm nay mà ai mà mê ăn mặn á, thấy cái mấy cái này là mê luôn. Em có được mấy trái về thôi à, chứ cây của cô là cây chiết, cây mà để chiết cây á, thành ra nó không có nhiều trái. Em ơi, không biết cái này chưa chín hay sao nhưng mà nó hơi lạc hơn cái nãy á. Đúng rồi. Cái mặn đường đen nó ngọt. Tại vì chị mới vừa ăn đường đen đó. Đúng rồi, cho nên cái này nó bị, nó giòn hơn. Dạ. Nó không nước phải, nhiều hơn. Nước nhiều hơn, nước quá chừng nước dạ. Luôn. Nhưng mà nó hơi lạc hay là trái này sống không biết. Không có, tại vì mình mới vừa ăn cái đường thật ra chắc, mình đi so sánh chắc vậy cái đó khác. Cho nên cái kia nó làm cho bị ngọt quá rồi. Dạ. Ừ. Nhưng mà cái trái này á nó vẫn rất là ngon tại vì nó giòn không chát. Không chát, đúng rồi, nhưng không chát. Nhưng mà mình ăn nó một mình á nó cũng ngọt lắm á. Ừ. Tại vì mình mới đi ăn đường đó. Mới ăn đường đúng rồi đó. Hồi nãy phải thử cái này trước ha. Đúng rồi. Cái này nè, nước nhiều quá luôn. Ăn no luôn, ăn hai trái là no rồi. Cái này nước quá chừng nhiều luôn á nha, cái này mà đi mà trời nắng mà khát nước á, ăn cái này nè là khỏi uống nước luôn. Dạ. Yeah. Giấc chưa nắng ăn hai trái là no. Wow. Cái đường đen nãy nó ngọt quá em, tại hay nó chín sao vậy? Nó ngọt ơi là ngọt luôn nhỉ. Dạ. Yeah. Cái cây đó nó hơi đặc biệt chứ. Nó nhỏ mà nó có vỏ. Nhỏ mà nó có vỏ đó. Dạ. Yeah. Đúng rồi, đừng ham. Mà hay là tại vì cái bơ phơm này nó đang chưa chín á, cho nên nó cũng hơi lạ. Nó cũng ok rồi đó, tại vì mình ngọt quá đó, mình ăn ngọt quá. Vậy hả? Dạ. Cái giống đường đen này cưng có cây không? Có cây mẹ, nhưng mà cũng chưa chiết tháng vậy này. Hả? Dạ. Ồ, nhưng mà mới mốt, ví dụ như cái này nè, mà nó hơi sống mình ăn nó có ngọt không? Hay là chờ chín nó mới ngọt vậy? Thật sự mà nói em cũng chưa có thử được trái sống. Vậy hả? Là bẻ trái chín ăn không? Ồ, vậy là để chín nếu sao mình thử trái non thử. Ừ, thử trái non thử coi chứ cái này, trời ơi, ăn trái xứng đáng ăn trái luôn. Dạ. Cây đó cũng nhiều người hỏi á. Ừ. Với lại em có một... Mận đường đen, tiếng Anh là cái gì hả? Black sugar. Black sugar hả? Cái vậy này do hả? Cô tự đặt thôi chứ nhiều khi mình kiếm cái tên nó không ra đâu chị. Vậy hả? Dạ. Ồ. Oh. Dạ. Vậy đúng cây đúng chỗ thì nó mới có. Ừ. Ngon quá, cái giống ngon, dạ. Rất là ngon. Em có một cái loại mận gọi là black gold nữa. Nó tròn. Nó tròn. Nó tròn giống như vậy nè. Nó tròn như vậy nhưng mà nó đen như vậy chứ không phải nó hơi dài dài như vậy. Thì cái cây đó hiện tại nó chưa có trái cho nên em chỉ có cho coi hình thôi. Ờ. Chứ trái trên cây thì nó chưa có, thành ra không có bẻ được. Nhưng mà cô nói á nó ngọt mà nó giòn hơn cái đường đen luôn. Vậy đó. Nó đậm đen luôn. Ờ. Đậm đen, đen nhất giống như vậy nè, chứ không phải là nó còn đỏ vậy. Ờ. Dạ, cây đó thì em còn mấy cây. Black gold hả? Dạ, nó có. Vậy là cũng gold. Ngọt luôn. Dạ, thì để em gửi hình cho chị My cái mận đó. Mà cái cây ở đây có luôn. Cây thì ở đây có. Hồi chị coi cây cái. Dạ. Ừ. Black gold. Còn bây giờ mà lỡ đang ăn ngọt rồi để cho nó xuống chút xíu thì mới cho ăn lại mận thái chắc xanh em được. Phải cho chị chai nước á.
giờ ngọt cái miệng của chị nó ngọt ngắt, giờ thử cái nào bây giờ vô mà, là nó bây giờ mà ăn qua thái xanh là nó sẽ thấy nó, sẽ cảm bị, thấy nó bị chua. Ừ, rồi mới uống nước xong rồi các bạn, để mình thử tiếp nha. Bây giờ thử cái gì ta, giờ thử thử cái này đi, thử cái này chứ. Thử cái này là mận xanh gì, xanh thường hay là mận, cái này là có mận tên thái, thái xanh thái xanh. Dạ, mận thái xanh. Cái này thì nó cũng được nhiều trái lắm, cái này là nó còn non, cây này là dễ sai trái đó, phải không? Dạ, cái này thì nó còn, cái bên đây nó còn non, bên đây thì nó lớn hơn. Mận thái xanh, còn hồi nãy là an thái, là hai cái khác nhau. An thái là trái dài. Ừ, trái dài là kêu bằng gì đây, những gì á, vú bò. Vú bò. Bằng vú bò. Dạ. Bây giờ chị muốn thử trái có hột hay trái không có hột. Trái nào cũng được hết trơn. Bây giờ mình cắt trái vừa vừa. Trái nhỏ thì thử đi. Trái nhỏ thì em nghĩ nó còn non á. Ừ, với trái vừa vừa. Hay để trái bự luôn đi. Okay. Nó có hột. Tì, tì nhưng em. Mà nó bự quá thì nó sẽ có hột nha. Để kể nó. Dạ. Là chín nhất rồi phải không? Chắc vậy. Dạ. Cái này ăn nó có vị chua chua ngọt ngọt nhưng mà nó đậm đà lắm, không phải là nó lạc. Nó không có lạc. Mận xanh thì thường thường nó có cái vị hơi chua chua ha. Quá trời. Nhưng mà hồi nãy cái ăn thái ngon đó, cái ăn thái nó cũng rất là trời, cái này là hột nhiều ha. Tại vì nó lớn quá. Bây giờ mình cắt cái trái. Cắt làm tư đi em, tại thử nhiều quá nãy giờ no quá. Dạ. Mận thái xanh. Ờ, mận thái xanh. Còn cái loại mà jumbo á, mận jumbo thái á, thì nó còn to hơn cái trái này. Ừ, giòn quá ha. Dạ. Rất là giòn luôn. Thơm. Dạ. Thơm mặn á. Thơm mặn. Thơm mặn. Mận xanh thường nó cũng thơm hơn mận đỏ thôi. Cũng ngọt. Nhưng mà thôi so với cái mặn đường nãy không bằng. Ừ. Cái ngọt cũng không bằng nhưng mà cái này rất là giòn nha các bạn. Giòn, ngọt. Nếu mà ngọt thì cỡ 8-10 với cái mặn đường hồi nãy thôi. Nhưng mà ăn được, ngon. Mấy cái này là giống tuyển cũng xứng đó. Đáng khi trồng á. Giống hàng tuyển không á. Cái này là mận thái á hả? Mận thái xanh. Ừ, thái xanh. Nó có một loại gọi là jumbo thái. Thì cái trái nó sẽ to hơn, dài hơn nữa. Mà cái trái này đã thấy nó đã to lắm rồi. Hay là tại vì cô trồng giỏi ta? Cũng được, cái này là coi như là ăn cái cũng muốn ăn trái thứ hai. Dạ. Bây giờ mình thử black kinh công đi. Trái này nó đỏ hơn nè. Là mấy cây trong đây thì chỉ có được vài cây có cây thôi. Thì cây các bạn gọi cây nào có thì ấy chứ không phải cây nào cũng có hết. Dạ, đang đợi chiếc, chiếc chưa kịp. Ôi, đặt ruột quá hả? Không có hột. Quá đặt ruột luôn. Cái hột nữa nè. Trời ơi, cái này cây này trồng cũng xứng đáng á. Em thích cây này, nó không có rụng trái, không có dơ. Ừ. Cái đó cũng là một cái mà người ta không thích khi mà trồng mận á nha. Dạ. Tại nó rớt cái dơ á. Mỗi ngày mấy cô mà trồng mận á, mỗi ngày phải hốt quét cả thùng á. Cũng thơm á em, cũng thơm mặn. Thơm mặn mà nếu mà so với mặn đường nãy cũng không ngọt vào. Tại vì em nói với chị á, này nó hơi sống hơn. Sống á. Dạ, nó phải đậm đen hơn nữa. Mà nhưng mà nó dày vậy sợ. Lúc mà nó bự á, những cái sọc này nè, nó còn sần sùi hơn nữa chị. Em sẽ gửi cho chị cái hình mà em được ăn cái trái chín á. Ngon, cái này ăn cũng được các bạn. Nói chung là trồng cây này cũng xứng đáng. Nhưng mà nếu mà ai thích ngọt thì cái này không ngọt bằng. Nhưng mà giòn là có giòn, có thơm mặn, có giòn. Black pearl này thì chị thử rồi, chị biết. Dạ. Black pearl này nó ngọt nhưng mà phải để chín. Chín dạ. Đậm vậy thì nó chín càng đậm. Ngọt hơn. Dạ. Cái này nó chưa đủ đậm. Cái này thì khỏi thử, này cái My biết rồi. Dạ, mặn hồng. Dạ. Mặn hồng nhà cô cũng ngon. Mặn hồng này thì My cũng nói cho các bạn biết luôn là ăn ngon. Yeah. Nhưng mà nói chung đặc biệt thì nó cũng là cũng được, nhưng mà nó không phải xuất sắc, dụ như cỡ chừng 9-10 thôi chứ nó không bằng được mấy cái này. Mấy cái này là đặc biệt nè. Dạ, mấy cái này thì đặc biệt hơn. Nhưng mà nãy cái này là tại vì bị anh này ngọt quá cho nên anh này bị rớt điểm. nhưng mà nó nước này thì quá nước nhiều luôn. Dạ. Mà cái này mà ai mà chồng lấy trái á,
chồng lấy trái là chồng cái này để okay. cân ký bán, tại vì nó chỉ ba trái là nó hư quá quá nước luôn. Còn cái này thì bán nó nhẹ, cái này là bán là phải mắc phải bị, dạ, bị nhẹ quá cao. Nhưng dạ. mà ngon, cái này dạ. ngon, cái này nó cũng nặng tay đó nè. Ờ, cái này cũng ngon dạ. Nhưng mà nếu mà nói ai mà ngọt nhất á ha, là sao cái đường nó ngọt quá em ơi, thì bởi vì nó gọi là mận đường. Ừ, quá ngon luôn á. Dạ. Còn cái mận xanh này cũng ngon, cái này nói chung xanh. Như là mấy cái này cũng được hết trơn á, ngon. Hàng tuyển không? Hàng tuyển không à? Dạ. Rồi mới nói cho các bạn biết vậy để cho ai thích cái kiểu nào, trái nào làm sao, thích chua chua làm sao thì mình tự chọn ha. Cây này là Black Gold nè các bạn, mận Black Gold. Là cái này hồi nãy chưa có thử mận này tại chưa có, nhưng mà cái này là ngọt. Dạ. Chúc em sẽ cho cái hình ảnh đi kèm. Nhà của cô chụp lát kim con nè, cái mận lát kim con. Lát kim con là cái này các bạn, là nãy nó dày thịt thật là nhiều á. Đó là em đặc này ruột. Nè, đặc ruột. Mà cũng thơm, ăn cũng thơm mùi mận. Mà em thích cái là nó không có rụng tùm lum. Rất là thơm mùi mận luôn. Cây này bao nhiêu vậy em? Cây này cao quá hả? Dạ. Cao quá luôn. Cái gốc nó cũng to, cái này 180. Cái gốc nó cũng bự quá chừng nè. Trời ơi, cái gốc này bự bằng ngón chân cái luôn, hơn luôn. Nhưng mà mấy cây này á, có người đặt hàng hết rồi. Ồ, có người đặt rồi hả? Nó không có nhiều, nhưng mà để em sẽ cố gắng kiếm thêm. Mấy cái loại hiếm á, mình hơi khó kiếm chút. 180. Mà cao quá hả? Cao tới gần tới ngực mi rồi. Dạ. Còn cây bên này Black Gold. Dạ, cái đó là Black Gold. Nãy là nãy chưa có hình phải không? Chưa có hình. Chưa có được ăn thử. Chưa được ăn thử. Tại vì cha hiện tại trái trên cây chưa nhưng có. Nhưng mà nó cũng ngọt phải không? Black Gold nó còn ngọt hơn đường đen nữa chị. Ôi trời ơi, vậy hả? Trái tròn. Trái nó hơi tròn tròn giống như là khiên phong vậy hả? Dạ đúng rồi, nó tròn. Nó tròn chứ nó không có dài. Vậy là Black Gold còn ngọt hơn nữa. Dạ. Trái này cây này bao nhiêu em? Cây đó 160. 160. Trời ơi cái. Ừ, cái gốc cũng bự quá chừng nè. Dạ. Cái ngón tay của mi nè. Dạ. Bự này hơn ngón được tay. Vài cây, hai ba cây. Có mấy cây bự hơn này nữa. Cái tán này đẹp nè. Dạ. Nó đều, nó tròn. Ừ. À, cũng cao. Rồi bên này là Thái Jumbo. Dạ. Hồi nãy Thái Jumbo cũng chưa có trái luôn phải không? Thái Jumbo thì nó to hơn cái Thái Xanh. Cái trái nó to nhưng mà cũng hơn. Giống Thái Xanh vậy. Dạ đúng rồi, nó giống. Vậy thì ăn cũng ngon. Nó xanh mà nó hơi sọc. Nó có hột hột quá phải không? Dạ, nhìn nó hơi sọc á, giống như có cái sọc vân vân. Nó giòn. Ăn dạ. Nó giòn. Có vị chua nhọt, chua ngọt nhưng mà không đậm đà chứ không phải là chua mà lạt. Cái tán này cũng bự quá ha. Dạ. Cái này bao nhiêu? Cái này em bán 160. Mày nãy nay cây bự không à hả? Dạ. Cây bự bự không. Bên này cũng Thái Xanh luôn. Cái đó thì Thái Xanh là trái mình được thử đó. Trái này là được thử mà có hột nãy đó. Dạ. Nó, mấy cái này thì nó dễ rụng quá trời. Nó cũng đậu trái hết rồi nè. Mà cứ kéo tới kéo lui là nó rụng hết à. Thì tại vì kéo quá mà. Nè, trái của nó ở đây nè. Còn được hai chùm mà giờ nó rụng hết rồi. Thì đem về năm sau cũng có trái. Dạ đúng rồi, mận chiếc thì năm nào cũng có trái. Ừ. Chứ không phải là từ hột thì mình sợ nó lâu. Ở bên đây nó mới có nhiều cây mận nè chị. Mận đỏ bà ba hả? Dạ mận đỏ bà ba. Có vụ này nữa nha. Nó nhìn giống như Black King Kong vậy đó, nhưng mà nó màu hồng. Nó đỏ thôi chứ nó không có tới đen. Mà nó ngọt không? Trái nó nhỏ hơn Black King Kong. Nó cũng ngon ngọt lắm. Ngọt ngon ngọt luôn. Thơm dạ. Mận đỏ bà ba. Cái tán này đẹp quá hả? Bự ra. Gốc cũng bự nữa. Mận đỏ bà ba chắc là của bà ba chồng cho nên bà đặt tên mận đỏ bà ba. Nghe tên dễ thương á. Cảm ơn bà ba đặt ra một cây mận tên dễ thương quá. Mận đỏ bà ba. Cây bự luôn. Dạ, cây lớn. Cái này bình quân là cây nhỏ, cây lớn bao nhiêu em? Hai cây này á, nó tán nó xòe nhưng mà cái gốc nó to lắm. Thì em cũng bán 160. Còn cây lớn này thì 200. Cái tán bự quá chừng luôn. Mà nó cây cũng cao nữa. Dạ, nhiều lắm. Nhiều lắm. Thì cái này có 3 cây thôi. Hai cây nhỏ một mà cây. Mà cái này cũng ngọt hả? Dạ ngọt ngon lắm. Ngọt ngon luôn. Nhưng mà tại vì nếu mà Black King Kong nó đen hơn thì cái này nó màu đỏ. Mà nó cũng thơm mặn. Dạ. Cái lá nó to nè cho nên chắc cái trái nó cũng cũng to hả không? Quá chừng to luôn nè. Trời ơi. To ơi là to luôn á, cái giống này chắc là giống trái lớn lắm nè. Mà cái giống là giống cái shape của Black King Kong. Dạ.
Cái giống mà đặc ruột ha. Dạ. Cái mận bà ba này là rất sai trái nha các bạn. Trái đặc ruột mà sai trái lắm luôn á, chùm 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 dính đu trên cạnh luôn á, là cái loại này nè. Nhiều người thích là tại nó sai trái. Black pearl hả? Dạ, này là black pearl. Cái này black pearl. Wow, cây này cao quá nè. Cây em có 3 size mà size trung bình em bán cũng còn có 1 cây, hôm bữa nó có được 5 cây. Mà chưa kịp quay thì bán hết 4 cây. cây cao này là nhiêu tiền? Cái này là size nhỏ của em á. Nhỏ mà cao dữ vậy hả? Dạ, cái này là size nhỏ, em bán 120. Cây này thì mới chiết được khoảng 2 tháng thôi. Thì 120 mà em đứng vô coi cả ngang bụng ngang ngực coi. Dạ. Cái này thì 120. Nhưng mà nó mới chiết được khoảng chừng 2 tháng. Thì nếu mà mua thì mình phải để chỗ mát. Để chỗ mát thì cứ dặn cô chú có để chỗ mát. Nhưng mà mỗi ngày mình thấy nó rụng 1-2 cái lá thì không sao hết, tại vì nó mới chiết á. Dạ. Nhưng mà vậy thì mình biết là nó đậu, nó bắt rễ đó. Chứ mà nếu mà nó không bắt rễ á là nó khô nguyên cây liền à. Còn cây kia nó cao quá thì bao nhiêu tiền? Cái size đó thì em bán 150. Đi lại được, em đứng vô thử. Cho thấy mặt chút nha. Cái này nó cũng tới. Đó, tới trời, tới mắt rồi kìa. Dạ. Cái mà cao nhất là tới mắt. Còn bên đây size này lớn hơn nữa. Lớn hơn nữa hả? Dạ. Cao hơn, cái này cao qua người luôn. Cái này là chắc phải 6 feet á. Wow, cao quá luôn. Cái đó thì bao nhiêu? Cây đây em bán 180. Cao dữ hả? Dạ, cái này là black pearl. Cũng to quá em. Dạ. Các bạn, cái gốc này nó lớn hơn cái ngón tay của My rồi. Dạ. Thì hôm nay đặc biệt là mấy cây này nó cũng chưa có chiết lâu đó. Nếu mà ai mà mua mà đến mua mà nói là coi của chị My á, thì em sẽ bớt một cây từ 10 đồng đến 20 đồng để cho các cô chú anh chị nào mà đem về dưỡng thêm. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mua mà không có biết dưỡng cây mới chiết á, thì để đây 1-2 tháng nữa tới lấy cũng được. Để trả đây tiền em, trước thì em không có bớt tiền. Em giữ cho, em giữ tiền nước. Giữ cho các cô chú ha. Dạ. Thì đem về thì được bớt. Dạ. Được bớt nhưng nữa, còn không đem về mà gửi đây thì ấy, nhưng mà chỉ thích cái cây bự này nè. Dạ. Còn 180 mà cao qua đầu người luôn. Đem về liền thì được bớt cây này 20 đồng, còn cây nhỏ thì bớt 10 đồng. Giống như đem về là còn 160 hả? Dạ đúng rồi. Tại vì mình phải dưỡng thêm. Chưa có bán liền được, nhưng mà nếu mà ai mà muốn liền á thì em bớt tiền thêm. Nhưng mà mận cũng dễ mà. Dạ. Không có khó, cứ đem tại về. Vì em sợ như những cái cô chú nào chưa biết trồng hoặc là các anh chị nào mà mới trồng lần đầu á, đem về cái không biết làm sao nó chết thì cũng tội nghiệp cái cây. Thì nếu mà khách mà nói em bị chết cây em cũng buồn nữa. Thì thà cứ nói trước vậy thì tốt, để cho các cô chú biết thì mới chiết có 2 tháng. Dạ đúng rồi, mới chiết thôi. Wow, nhưng mà quá. So far là thấy nó ok hết rồi, bự hơn nữa. Cái này cũng black pearl mà gốc lớn hơn hả? Dạ đúng rồi. Wow, cái này bao nhiêu em đứng vô coi, chị thấy cao vậy? Cái này là tại vì bị cắt hết rồi nè chị My. Những cái cành lớn á bị cắt hết cắt rồi. Để cho nó đầm nhánh á ha. Tại vì khi mà mình cắt cái gốc nó to vậy nè. Mà mình để nó cao nữa thì nó cao quá thì nó không có chặt cái rễ được. Nó cao quá cái nó bị đúng, lắc á. Đúng rồi. Nhưng chị nghĩ cái này chắc phải để thêm một cái cây cắm á, chứ để chuyên chở chị sợ. Dạ không, cái này thì nó lại chiết lâu hơn cái kia rồi. Lâu rồi thì. Dạ, cái này thì lâu rồi. Nó chặt rễ rồi. Vậy thì không sao. Nhưng mà do nó quá cao đó thì thành ra bị cắt hết rồi, chứ nếu mà cái này mà nó cao chắc nó cũng cao hơn 8 feet đó. Còn cái gốc nè nó cũng gần bằng gốc mía đó. Gốc này bự cỡ hơn ngón chân cái. Dạ. Mấy cái này thì chiết lâu rồi, cái này thì em bán cái giá bình thường. Cái này đẹp nè, cái này bao nhiêu tiền? Mấy cái này thì 200, 220. Còn ví dụ như cái nhỏ gì á thì 180. Tùy theo cây ha. Dạ. Nói cho cô chú rõ để nhưng mình mà chậu á thì do mình có nhà mình có chậu nào mình để chậu đó thôi, nó vẫn bằng chậu hết. Mình bán theo nếu cây. Nếu mình muốn chậu bự thì để vô chậu bự, tại vì cái loại này chiết lâu rồi. Chiết lâu rồi nhưng mà mình muốn sang chậu hay muốn trồng gì cũng phải vẫn đợi tháng 3 ha. Tháng 3 đi để sang cho nó cái tốt bản từ. Hai cây này quá to nè. Cái tán này đẹp nè. Ai chọn được cái này nè, nhìn dạ, nhánh đồ quá chừng. Nè, nó bị cắt ngang đây nè, cái cây này chỗ này trên này cái cành thôi mà nó vẫn to hơn cái gốc mấy đúng cái cây rồi khác. Đó. Nhưng mà những cây mạnh bự như vậy á, thì mới mốt bỏ xuống đất một cái là nó búng ra nhanh, nó mọc nhanh nhánh. Với lại á cái mấy cây này dáng cao, mình trồng mận dáng cao nó đẹp hơn là lá là tà dưới đất. Dạ thì tới cỡ cái nào mà mình thích thì bắt đầu mình cắt. Dạ. Đó, có nhiều cây dáng cao, mấy cái này thì chiết nó được 4-5 tháng rồi, rễ nó chặt rồi.
không có cần cây trống mà nó cũng không có lắc. Mấy cái này thì ok. Bây giờ là sắp hết nóng rồi, gần chuyển sang mùa thu thì mình có thể trồng được các loại rau cải hoặc là củ cải, su hào. Thì đây là những cái loại hạt giống mà em lấy ra làm mẫu để cho cô chú anh chị xem cái hộp nó như thế nào ha. Còn mà cái gói mà em bán á, thì nó sẽ to và nhiều hơn cái này. Cái này em chỉ lấy ra mẫu thôi. Giống như xà lách tím, em có xà lách tím hoặc là xà lách búp đỏ, rồi cải dúng, dền tía. Rau dền thì có nhiều loại lắm, dền đỏ, dền ba màu hoặc là dền tía. Còn cái này là củ cải trắng, có củ cải trắng, củ cải tím nữa, cải muối dưa, cải muối dưa hay là có nhiều người gọi là cải bẹ dưa. Còn cái này là cải hoa hồng. Cải hoa hồng thì mình ăn như là cải ngọt vậy đó, nhưng mà cái búp, cái lá của nó xòe ra như là cái bông hồng vậy. Này, mùa mát thì mình trồng tầng ô, tầng ô, cải diếp thơm. Cải diếp thơm hay còn gọi là xà lách lá nhọn, ăn nó rất là thơm, có thể nấu canh hoặc ăn sống. Su hào, su hào thì em có su hào trắng, su hào tím. Này là cải bẹ xanh, cải bẹ xanh mỡ thì em có ba loại: cải bẹ xanh baby, bẹ xanh bình thường với lại cải bẹ xanh lá to để dành gói bánh xèo. Còn cái này là cải ngọt, cải cầu vồng. Thì cái này là em chỉ lấy mẫu ra vài thứ thôi. Còn cô chú anh chị nào muốn mua những loại hạt giống khác thì em cũng có rất là nhiều. Chỉ cần gọi cho em để biết thêm chi tiết, hoặc là em sẽ gửi cho cái list. Có ship đi 50 tiểu bang luôn. Nếu mà mua 10 gói thì em free ship. Còn mà mua ít hơn 10 gói thì cộng 5 đồng tiền ship. Thì em cũng có củ kiệu, củ nén luôn. Hạt giống thì rất là nhiều loại ha. Muốn mua hạt gì cũng có hết. Chỉ cần gọi cho em là biết được. Vào cây kỷ tử nè các bạn, cũng đang có trái luôn. Đây là cây dâu tầm ăn mà loại trắng đó các bạn, moonberry á, mà cái loại trắng á, cái loại trắng này là hình như giống của Đài Loan hay gì đó các bạn. Nhưng mà nói chung cái này cái trái nó rất là ngọt. Thì có bạn hỏi đó, thì hôm nay mới thấy ở vườn của em Lam này có nè. Cây này to quá chừng luôn, cao ơi là cao luôn, quá chừng cao luôn. Cái này chắc cỡ 8 feet. Bên này chùm ruột nè, chùm ruột có cây nhỏ, cây lớn. Mấy này mà ổi gì bự dữ vậy em, đang để dành á hả? Dạ, ổi Thái Dương. Ổi Thái Dương hả? Cái này thì ổi ruột đỏ không hột. Cái này là đang giữ để làm giống, ổi Thái Dương với ổi đỏ không hột. Để dành giống để chiết ra. Quá chừng cao luôn, trời ơi, một cây về xứng đáng luôn các bạn ơi. Trồng mà được lớn lên về đã đời ha, ổi vuông không hột. Đây mấy cây bên đây nữa nè, trời ơi, bự bự không à. Bây giờ ổi vuông không hột cũng đang nhiều người thích, mà mới ăn chưa biết ăn sao cho nên không biết nó ngọt cỡ nào. Nhưng mà có người thì cũng nói là nó ngon, còn có người thì nói sao nó lạc lạc. Mình chưa biết cho nên không ý kiến. Mận nè, mận đang để dành. Cái này để làm giống. Cái này là mận trắng nè các cô chú. Mận trắng mà loại mà cái gì? White wax jambu. Dạ, hàng này là hàng nursery á. Mình ra mình không có biết trái nó ra làm sao. Chưa biết trái làm sao mà mận trắng. Trắng tại như mận sữa đó phải không? Dạ đúng rồi. Còn mận trắng mà biết trái ra sao thì cái này bỏ không? Thì ở nhà em có cây. Nhưng mà nó khó chiết hơn là mận xanh, mận đỏ chị. Vậy mận hả? Trắng dạ. Đang chiết nhiều nhưng mà nó không thấy nó ra rễ. Tại vì cô nói 10 cây á mà đậu được chừng cây à. Trời ơi, mận trắng á hả? Dạ nó rất là khó. Mận trắng loại của đang cưng đang có đó hả? Dạ, em muốn quay thử cái trái trắng nha. Nè, mận này là mận trắng sữa đó hả? Dạ, mận trắng sữa. Mà chiết nó khó ra rễ hả? Chiết khó ra hả? Vậy các bạn, các cô chú nào coi video này, nếu mà biết cách chiết mận trắng thì chia sẻ thêm giùm. Cái trái nó 11 nó lớn hay là nó cỡ này là thôi? Nó còn lớn dài nữa, mình thấy lớn, cái xếp bự luôn hả? Nó dài ha. Chắc với mình tại trồng trong chậu nhỏ cho nên nó chưa có. Cô chú anh chị nào có cây mận trắng muốn bán hoặc muốn chiết thì kêu em
Gọi Lam ha. Gọi cho Lam 714-306-3222. Dạ. Tại vì rất là nhiều người kiếm mận trắng nhưng mà khó chiết với lại khó kiếm giống quá. Cho nên cũng muốn chia sẻ thêm cho những ai thích mận trắng đó. Nếu mà có được nhiều cây để bán cho mấy cô chú thì mấy cô chú kiếm nhiều lắm. Dạ. Mà bây giờ em chỉ có hai cây này để em để dành thôi. Đang nếu mà cô chú nào có nhiều cây mận trắng muốn chiết hoặc muốn bán á, thì đem lại đây em bán giùm. Ừ. Và để cho nhiều người khác có nữa. Đúng chứ rồi. Của em thì có hai cây à, cho nên chắc không bán được. Ai tới cũng đòi kêu chia lại, nhưng mà em đang đợi ăn trái coi nó ra sao. Trái nó nè. Thấy nó cũng dài á chị. Nhưng mà mình nghĩ là cái này chắc ngon lắm, tại cũng có nhiều người hỏi á. À, ngon hay không thì chưa biết, nhưng mà thứ nhất là nó lạ. Xanh đỏ thì nó thường quá. Dạ. Dạ. Nhìn nó đẹp. Dạ. À, mận này mận đỏ hả? Dạ, cái này mận đỏ. Nhưng mà mận đỏ loại mà Black Pearl hả? Mận đỏ này á, thì cái cô này ở nhà cổ có dư một cây, hồi xưa cổ mua đó. Xong rồi cái cổ nó có dư chưa có trồng xuống, mà hiện tại nó chưa có trái. Cho nên cổ gửi em bán lại mà thật sự không biết cái trái nó ra sao luôn. Chưa biết cho nên em cũng không có bán, em để trên đây nè. Để thử coi để nó ra, nó sao ra trái hay sao. Dạ. Để lại. Cái chậu này bao nhiêu ra lon vậy? 20. Ồ, 20. Đúng, 20 cũng vừa, 25 thì sẽ lớn quá. 25. Ừ. 25, 15 thì thấy hơi nhỏ. Cậu để lại một cây mận xanh, một cây mận đỏ. Cậu chỉ biết vậy thôi, người bán nói vậy. Cậu này nói mận lại. Xanh hả? Dạ. Ồ. Cho nên chưa có trái cho nên em cũng không biết nó gì. Cho nên em thảy lên đây. Ờ, để dành luôn coi. Để dành luôn coi nó ra sao. Này là giống mận đỏ bà ba hả? Dạ. Vậy là trái nhiều. Dạ. Cây lớn. Cây này lớn quá chừng luôn, cao 8, 7 feet nè. Dạ. Ở đó. Hôm bữa nó có một trái em ăn rồi. Giờ đang giờ có bông kìa. Nó đang còn chùm bông ha. Cây này cây sugarcane nè, lùng lùng nhỏ nhỏ, dễ thương không? Đó, sugarcane trái nhiều, bởi vậy mình thích nè. Trời ơi, cái này nhỏ nhỏ vậy mà trái cũng quá chừng. Cái này mình để vô chậu mình trồng được á, tại vì nó gọn, nó nhỏ nhỏ nè, nó cao tới lưng quần thôi à. Đó, cho nên mình để chậu vừa mà cũng có trái, dễ thương không? Đậu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trái. 9 trái làm. Dạ. Dễ thương không? Chị, em mới để em qua mà mềm hết rồi. Muốn thử không hay là bẻ trái mới? Thôi thử đi. Trời, cái này càng nâu là càng ngon. Mà nó mềm á. Kể nó đâu sao đó. Cái này thì ngọt rồi đó. Ngọt gắt luôn á. Ngọt mà giòn. Cây này cái nhiêu vậy? Cái trái này đã là bị mềm rồi. Rất là giòn luôn. Cái này trồng chậu luôn là được, gọn nè. Để làm bên dài. Ngon quá, rất là ngọt. Thanh long gì em? Thanh long đỏ thanh hay là thanh tím đỏ? Tím đỏ hả? Dạ. À, trái ruột màu tím đậm đó. Nhiêu chậu vậy? Dạ 15 đồng. Cũng nhiều nhánh trong đây ha. Dạ tại vì cái này em tự ghim á, thành ra em cũng ghim hơi nhiều. cái này được 5 nhánh luôn nè. Dạ. Tại vì em có cây lớn á, cây nó dài quá, cái em cắt ra. Ủa cái này phải cây lý không nhỉ? Cây lý. Trời ơi, cây lý này cao nha. Dạ. Cây lý này. Cái lý này cao quá chừng luôn nè. 6 feet. À. Gốc nó cũng lớn lắm. Cái lý này thì nhiều người mà ở quê mới biết cây lý này. Dạ. Cái này lụ trắng hả? À, em không biết lụ gì nữa, nhưng mà nghĩ nó lụ trắng. Có 3 trái luôn nè chị. Có ai Tương ăn thử trái chưa? Ngọt chưa, không? Chưa ăn. Thường thì lụ trắng thì ngọt hơn. Em không thích ăn lụ quá. Làm biến nhã. Trời, cái này ai mà muốn mua về chiết cây ra, cái này chiết ra bao nhiêu nhánh cho được biết nè, quá chừng nhánh luôn. Ủa lụ mình bó chiết được hả? Chiết được bình thường. À. Chiết ra là rất là nhiều nhánh cây nhỏ luôn á. Quá chừng bự luôn nè. Cái này mà để ra xuống là cái tàn nó bự cho mà thấy. Ồ, trái nó cũng bự đó nha, cái loại này cũng trái bự á. Đây còn hai em nữa nè. Dễ thương quá. Lụ là thấy dễ thương không? Cái lụ người ta trồng phong thủy trước cửa nhà. Dạ, yeah, thì nhiều người cho may mắn. Tại nó sung đẹp túc. Nó đẹp đó. Lụ trắng hoặc lụ đỏ. Lụ đỏ thì ăn ta nó tốt, nhưng mà ngọt thì chị thấy lụ trắng chị thích thôi. Lụ đỏ mình ăn mình phải nhả hột. Lụ trắng nó mềm. Nó hột trắng luôn. Cái hột nó nhỏ. Yeah. Này là cây mẹ thanh long đỏ. Yeah. Quá chừng nhánh luôn. Tại em tưới nước nhiều quá đó.
Ủa chừng nhánh luôn á nha, trời phúng phúng ra luôn nè. Ừ. Kilo hả? Dạ không, này ổi Thái. Ổi Thái. Ổi Thái. Thái là ổi ổi xá xị phải không? Ổi giống Thái như vậy phải không? Giống giống xá lị mà nó ngon hơn. Ừ. Nó xốp hơn. Mấy cây này cao quá chừng rồi. Dạ. Nào cây này cao quá đầu người hết trơn. Còn mà cô chú có cái video trước mà muốn ổi kilo đó. Uh-huh. Chiếc này em có được rẻ hơn một chút. Bao nhiêu em? À 155 đồng. Tại vì đâu cây nào đó? À để chút ra bên đó. 125 hả? 255? 155. 155. 155 đồng hả? Nó cũng có cây lớn, cây nhỏ, cũng được cao, được thấp. Nhưng mà đang chuẩn bị đợi về đó. Nhưng mà nghe nói là nó cũng cao á. Ờ, cái này cũng 155 luôn hả? Dạ. Hôm trước bán những cây lớn có trái. Nghe kilo là khoái. Còn rất là nhiều cây trái và rau củ ở vườn của Lam. Mi hẹn ở video sau nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn like giùm Mi và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè ha. Mi chúc cho các bạn trồng được tốt. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.